Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng, hơn 100 học sinh lớp 4 và 5 của trường tiểu học xã N'Thôl Hạ đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Với tình trạng đau bụng và nôn, giáo viên nhà trường cho biết, vào lúc 7 giờ 45 phút sáng cùng ngày, có một nhóm từ thiện do một phụ nữ trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng tổ chức đã mang tới 250 phần bánh mì phát cho 12 lớp thuộc khối 1, 4, 5 để ăn sáng. Sau khi ăn, đã có trên 100 em có biểu hiện đau bụng, nôn mửa. Tại có người nó bên hội trường nó báo được là nghe có học sinh được ngộ độc được bên xã N'Thôl Hạ. Xong đó rồi bé ca luôn mới biết là ở đây được đi thăm bên này. Thì là hiện nay là cũng là theo dõi, rồi là trung tâm đang khám sàng lọc. Thì tất cả những cái trường hợp đó thì có thể là giải quyết cho về và dặn gia đình cùng với nhà trường là theo dõi, nếu có cái dấu hiệu bất ổn như thì là cho nhập viện. Đó, thì là hiện nay là các cái triệu chứng là rất là nhẹ. Đến trưa cùng ngày, toàn bộ 135 bệnh nhi đã bình phục. Chi cục An toàn thực phẩm hiện đã lấy mẫu xét nghiệm mẫu bánh, mẫu bột mì và nguyên liệu để sản xuất, cùng với mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc.